sáng nay ban quản lý quần thể danh thắng tràng an phối hợp với viện khảo cổ học đã báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò khai quật khảo cổ một số địa điểm trên địa bàn các xã ninh hải ninh thắng huyện hoa lư để nghiên cứu tìm hiểu làm rõ về giá trị lịch sử diện mạo kiến trúc và văn hóa của hành cung vũ lâm thời nhà trần tại di sản tràng an các địa điểm thăm dò khai quật khảo cổ tại khu vực vườn Am, cánh đồng phía sau đền Thái Vi xã Ninh Hải và sân bóng thôn Hành Cung xã Ninh Thắng với tổng diện tích 100 m2. Hiện nay vườn Am là một dải đất nhỏ nằm bên sông Ngô Đồng, phía trong hang cả, thuộc khu du lịch Tam Cốc, bốn phía là núi đá bao bọc, chỉ có thể ra vào bằng thuyền nhỏ. Tại đây đã phát hiện một nền kiến trúc bằng đất đắp có sự xuất hiện các dấu tích móng gia cố kiến trúc được đầm bằng đá và gạch ngói vụn nằm cách mặt ruộng hiện tại 0,25m. Móng kiến trúc có hướng Bắc Nam dài 3,2m, rộng 0,9m. Tại các địa điểm vườn am, sân bóng thôn hành cung, cánh đồng sau đền Thái Vi đều phát hiện những hiện vật như mảnh gạch, ngói, gốm xứ, đồ sành mang đặc trưng thời trần thế kỷ thứ 13-14 đợt thăm dò khai quật này nằm trong nhiệm vụ nghiên cứu thám sát thu thập tư liệu khảo cổ lịch sử liên quan đến thời trần ở quần thể danh thắng tràng an phục vụ công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản qua đó đã đóng góp thêm những tư liệu mới đưa đến những nhận thức mới quan trọng giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn về bức tranh lịch sử văn hóa liên quan đến thời trần và hành cung vũ lâm trong lịch sử dân tộc kết quả khai quật khảo cổ sơ bộ bước đầu đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ lập kế hoạch tiếp tục nghiên cứu thực hiện khai quật cũng như bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa phục vụ du lịch và tuyên truyền quảng bá giáo dục lịch sử địa phương đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế